love surprises? A champion's reward. Như chúng ta đã biết thì Overwatch đã giành danh hiệu tựa game của năm tại lễ trao giải The Game Award 2016 diễn ra vào sáng ngày 2 tháng 12. Giải thưởng The Game Award hàng năm được ví như giải Oscar của làng game vậy. Đây là một giải vô cùng uy tín và có quy mô mỗi năm lại hoành tráng hơn, nơi ghi nhận và tôn vinh những thành tựu của ngành công nghiệp game thế giới. Đi sâu vào nội dung của giải thưởng, The Game Award 2016 vinh danh 22 giải thưởng ở nhiều hạng mục khác nhau, và đương nhiên giải thưởng game mobile hay nhất năm 2016 cũng không thể nào thiếu được. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Top Game Channel. Trong video này hãy cùng chúng mình tìm hiểu top 5 tựa game mobile hay nhất trong năm 2016 này nhé. Severs. Trò chơi được xếp hạng là một trong những tựa game hấp dẫn nhất trên iPad của năm nay, được đánh giá và xếp hạng 5 trên 5 bởi nhiều trang web uy tín về game di động. Trò chơi mang thiên hướng hành động giải đố với bối cảnh thế giới đậm chất nghệ thuật và trừu tượng. Nhân vật chính mà người chơi điều khiển là một nữ chiến binh, bắt đầu cuộc hành trình sau khi tỉnh dậy với một bên cánh tay đã bị cắt đứt. Nhiệm vụ của người chơi là đi tìm lại cánh tay bị mất và tìm cho ra câu trả lời cho những điều bí ẩn đã bị che giấu. Trong game, cứ sau khi tiêu diệt được kẻ địch nào, nhân vật sẽ có được kỹ năng hoặc vũ khí của kẻ đó. Trong Severs, người chơi có thể chặt cánh tay hoặc cướp vũ khí của những kẻ địch sau mỗi trận đánh và lắp ráp trang bị cho mình. Sau đó, người chơi có thể sử dụng kỹ năng của những kẻ địch đã bị hạ gục. Đặc biệt hơn là người chơi có thể nâng cấp các kỹ năng này mà không bị hạn chế chỉ một cấp độ. Monster Hunter Generation. Monster Hunter Generation là phiên bản mobile của dòng game Monster Hunter, đã từng làm mưa làm gió trên hệ máy console và luôn được đánh giá thuộc nhóm các game online bom tấn trên thế giới. Nội dung gameplay chính của Monster Hunter Generation vẫn đảm bảo được sự độc đáo và đặc thù từ những phiên bản offline trước đây, đề cao tính thử thách qua mỗi nhiệm vụ, săn thú cùng với việc chế tạo hàng tá trang bị đẹp mắt. Trong thế giới rộng lớn của game có tới hàng trăm loại quái thú với đủ hình dạng chủng loại, mỗi loại lại có đặc tính riêng biệt về khả năng tấn công, biết bay, tàng hình, thậm chí là biết bơi và độ thổ dưới đất. Có loài sống nơi rừng sâu, có loài lại sống nơi hoang mạc. Fire Emblem Fates. Nội dung của tựa game này sẽ dẫn dắt game thủ vào một cuộc chiến giữa hai vương quốc Hoshido và Nos. Tất nhiên thế giới và các nhân vật trong game vẫn sẽ được giữ nguyên, nhưng tùy theo vương quốc mà bạn lựa chọn gia nhập, cốt truyện của game sẽ bị thay đổi. Yếu tố chiến thuật của game thể hiện rõ trong các trận đấu khi người chơi phải tính toán từng đường đi nước bước của các nhân vật trên bản đồ được chia ô vuông. Các unit trong game cũng có tính khắc chế lẫn nhau nhất định, và người chơi sẽ cần phải nắm vững các đặc điểm này để giành chiến thắng trong trận đấu. Clash Royale. Clash Royale là một tựa game mobile pha trộn sự kết hợp giữa những yếu tố trong thế giới Clash of Clans với lối đánh của thể loại MOBA, thủ thành và thu tập thể. Tựa game này đòi hỏi tính chiến thuật cao trong việc xây dựng đế chế của riêng mình, cũng như tính toán để xâm chiếm thành trì, tài nguyên từ kẻ thù. Tham gia vào Clash Royale, người chơi sẽ bắt gặp các nhân vật quen thuộc trong làng anh của Clash of Clans. Người chơi sẽ tự mình tạo dựng một chiến trường bao gồm các thẻ bài công thủ để tham chiến. Game còn cho phép người chơi tạo dựng nên các clan và chia sẻ thẻ bài của mình cùng các thành viên khác. Trong
Trong giải thưởng lần này, Clash Royale một lần nữa khẳng định vị trí của mình khi vượt qua rất nhiều đối thủ mạnh khác để giành vị trí số 2 giải thưởng game mobile hay nhất năm The Game Awards 2016. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi mật độ xuất hiện của Clash Royale trên các phương tiện truyền thông, trang tin game khá là dày đặc. Đây là một trong những tựa game nổi bật nhất năm với lượng game thủ khổng lồ và hệ quả của nó là doanh thu đem về cũng thuộc hạng hoành tráng không kém. Trò chơi được xếp hạng game của năm trên App Store dành cho thiết bị iPhone. Pokemon Go. Bất chấp việc nhiều người chơi đã cảm thấy chán ngán khi thấy Pokemon Go xuất hiện trong nhiều bảng xếp hạng game của năm, sản phẩm này vẫn là một game đáng chơi trong năm 2016, bởi đây vẫn sẽ là cái tên được nhắc nhiều trong thời gian sắp tới. Tạo ra một thế giới ảo dựa trên hệ thống định vị GPS, cho phép người chơi đi bắt những con Pokemon tại những địa điểm ngoài đời thực. Game đã cuốn hút hàng triệu người chơi trên khắp thế giới. Chưa bao giờ từng xuất hiện một game có khả năng lôi cuốn từ trẻ em, thanh niên, người lớn tuổi và thậm chí cả người già như Pokemon Go. Nhiều người chơi Pokemon Go chán và đang ở giai đoạn trùng xuống do không có nhiều thay đổi trong các bản cập nhật, nhưng thành công của nó là không thể chối cãi. Cộng đồng game thủ trung thành vẫn đang chờ đợi một ngày lại có thể vùng lên mạnh mẽ khi các tính năng giao dịch PVP chính thức lộ diện. Và mình cũng không ngạc nhiên khi thấy Pokemon Go trở thành tựa game hay nhất của làng game di động năm 2016 với số lượng người chơi cực lớn, thu về 600 triệu USD tương đương 13,6 nghìn tỷ đồng chỉ sau 3 tháng ra mắt, lại được vinh danh tại The Game Awards 2016. Mặc dù giống với một hiện tượng tức thời hơn là một game có giá trị chơi lại cao, nhưng thành công về mặt doanh thu của nó vẫn đủ sức đè bẹp những đối thủ khác. Bạn đánh giá như thế nào về năm tựa game này? Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bình luận bên dưới video này. Nhớ like, share và subscribe để ủng hộ Top Game Channel và cập nhật những thông tin game và công nghệ thú vị mỗi tuần. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.